xong đổi avatar tìm mãi không thấy đâu, vì tôi cứ nhớ cái avatar đấy mà tìm. Thế là vì đông quá, anh em nhắn vào đông lắm. Mấy ngày sau là cả mấy ngày sau là cả mấy trăm người á. Vâng, cái này khoảng bao lâu thì à, khi mà chắc là mình hỗ trợ cho bạn chắc tầm khoảng 4 5 hôm bắt đầu có bản vẽ. Nhưng mà bạn chuyển sang Úc là bạn cầm có người cầm đi à, mình chuyển đi đúng không? Mình chuyển đi luôn đúng không? Anh gửi ngay cho em tại vì đợt này Covid nó đâu có đi được đâu. À ok được rồi, mình sẽ chủ động nhá. Ok được rồi. Thế nói chung là ngày mai khoảng mấy ngày nữa thì mình vẽ xong thì mình tính toán về tài chính xong mình báo cho bạn một thẻ nhá. Ừ ok rồi. Đây, bạn khách hàng là bên nước ngoài. Ok ok, thế nhá, rồi xin chào tạm biệt. Bạn khách hàng bạn muốn làm cái mẫu nhẫn này. Cái mẫu nhẫn đây. Được rồi. Mẫu nhẫn này. Đó, nhưng mà vấn đề là cái số tay bên nước ngoài là phải sử dụng cái bộ đo khác, bộ đo quy, mình sẽ phải chuyển cái bộ đo này thành bộ đo Việt Nam. Ok, để đợi làm xong sẽ báo cho bạn đấy. Trước bạn khách hàng bạn ấy làm cái mẫu nhẫn đó và bạn ấy yêu cầu đề nghị tôi là sẽ tìm một viên đá cỡ khoảng 3K cho bạn ấy, nhưng mà tôi thấy nó không phù hợp lắm. Tại vì hàng 3K nó khá là to, nó không hợp với cái nhẫn đó, nên tôi sẽ điều chỉnh lại một sản phẩm tốt hơn. Thì sản phẩm nhẫn khoảng 2 carat thôi, giá trị thôi, cỡ tầm 16 17 triệu thôi. Ok. Thì, vài ngày nữa sẽ có bản vẽ sẽ quay cho anh chị xem. Rồi thì bạn khách hàng bên Úc của tôi, bạn ấy đã gửi cho tôi về cái số đo tay. Bạn ấy đo của bạn là mã Q và đường kính là 18,34, thì tôi sẽ check ngược lại để tôi tìm cái số tay của vòng tay của Việt Nam. Thì lẽ ra bình thường nếu mà bạn ở Mỹ hay bên Úc thì tôi đều chuyển bộ này sang cho bạn tận nơi luôn, tận nước các bạn để các bạn đo trực tiếp. Thế nhưng mà với những bạn này thì qua những thông số bạn ấy gửi, tôi nghĩ bạn ấy cũng hiểu biết về cái nhẫn này rồi, nên tôi thấy là con số của bạn đưa ra có thể tin được và tôi sẽ sử dụng cái con số của bạn làm nhẫn cho bạn đấy. Thì hiện tại bây giờ chúng ta có một cái bảng thông số như này. Đây là bảng thông số. Các bạn ấy sẽ là mã thứ Q. Q đây. Và số này là 8/14. 8/14 mà 18,35 thì nó ứng với cái gì? Nó ứng với cái số cỡ tầm bao nhiêu ạ? Q nó cỡ tầm khoảng 17, khoảng số 18 ở Việt Nam. Số 18 của cái vòng này. Và đường kính là 18,34 thì tôi sẽ thử tôi tìm cho đúng không nhá. Đây là tôi tìm cái số 18. Chuyển sang inch này. Đấy, nó rơi vào 18,5mm. Tôi xem cái này có đúng không. Nó sẽ xem như vậy. Đấy, 18,5 này. mm. Thì khả năng cái số tay của bạn đây sẽ là số 18 này. Và tôi sẽ tinh chỉnh một chút. Thì đây là cách. Còn nếu mà bạn nào mà đây, cái bảng thông số đây này. Cái bảng thông số nhá, 18,34 này, zoom. Nó sẽ chu vi nó sẽ rơi vào cỡ tầm khoảng 57,6mm và 8 1/4. Đấy là theo cái bảng size 8 1/4. Thế còn bảng của Việt Nam thì nó rơi vào, ủa sao cái này một bạn nào rất là ngu dốt khi đã chuyển cái vấn đề này. Đấy, biết ngay mà. Những cái bạn mà không hiểu biết về máy tính là hay nghịch cái máy tính này và sẽ bị làm rất là dở người, phải xem vào bằng pen đi, không phải bằng pen, bằng photo. Nó là xóa mất cái photo của mình rồi. Đây là những cái cách mà chúng ta review không có luôn. Không phải, sao lại tự nhiên cái máy tính này bị mất rồi. Máy tính này của một cái bạn rất đặc biệt, bạn này động vào máy tính nào là hỏng máy tính đấy. Thôi rồi, ok. Đấy là cách chúng tôi sẽ xử lý và tôi sẽ liên tục tôi sẽ chỉnh sửa cái sản phẩm và anh chị hãy đợi một số hoàn thiện trong khoảng vài ngày tới nhé.
Hello, ngày mới nhá. Hello. Hôm nay có gì đặc biệt không Hoàng Thái? À, hôm qua vừa làm xong cái Sapphire cho ông bạn ở bên Úc. À, anh bạn bên Úc rồi, còn nhớ rồi. Làm việc cái nói nhá, để xem nào. Cái nhận trắng vào không? Hôm trước thì cái viên Sapphire của anh bạn bên Úc, viên Sapphire vàng ở đây, kiểm định đây, đã thông báo cho anh ấy về cái sản phẩm rồi nhá. Đây làm xong, đây là kiểm định mới này. À, kiểm định hôm nay, kiểm định này. Ờ, kiểm định hôm nay. Thì đợt này thì nó tính Covid nên là bên vận chuyển đang gặp trục trặc một tí, chúng ta không có người sang bên đấy để giao hàng được, đấy, do phải chuyển nhờ sang một bên thứ ba. Là bây giờ các chuyến bay đi nó rất khá là khó. Thôi rồi, nay hôm qua thì liên hệ bên đơn vị người ta giúp đỡ, người ta xử lý cho cái đơn này rồi, thì hôm nay sẽ quay giới thiệu cho bạn ấy cái nhận nhé. Đã xong rồi. Theo như cái thiết kế hôm trước ấy, thì là cái viền này này, đây cái viền này này, cái chỗ này này là không có đá. Thế nhưng mà sau khi lên thiết kế thì khá là đẹp, thì bạn ấy đã yêu cầu là thêm đá vào. Thì bên mình đã xử lý xong xuôi rồi, và bây giờ thì sẽ quay cho bạn một cái sản phẩm hoàn thiện của nhẫn này sau khi mà đã vào đá nhá. Ok, bạn hãy vào bàn làm việc để cùng với mình xem. Cái nhẫn này sử dụng 22 viên kim cương. Anh khăn này mình vẫn khăn đang hiện. À, có nghĩa là yêu cầu thêm, làm thêm nhỉ? Đúng rồi, hôm trước thì cái khoản nhẫn này nó theo thiết kế thì nó sẽ không có đá, nó chỉ có đá chủ thôi. Nhưng mà sau khi ấy xong thì sản phẩm đã thêm kim cương vào cho nó sạch sẽ, đẹp lên. Thiết kế này thiết kế nước ngoài. Nói chính xác là mình phổ lại theo thiết kế nước ngoài thôi. Chứ thiết kế này cũng không phải do mình nghĩ ra. Đấy là cái gì nó đúng thì mình sẽ nói đúng, sai nói sai nhá. Còn đợi chút để chỉnh lại cái máy đấy nhá. Ừ. Thì ở đây chúng ta đang có một cái nhẫn, bên này khắc chữ Phonis Đâm. Tên thì yêu cầu của bạn đấy, và sử dụng vàng là vàng Tahi 18K750. Thì tôi quay qua cái sản phẩm nhẫn này thôi nhá. Nhẫn này thì đã được quay trên website rồi, thì anh chị có thể tham khảo trên website cụ thể. Còn là trên cái sản phẩm này tôi quay cho chị xem cái đường nét nó thôi. Đây là những viên kim thiên nhiên. Cái to này này, cái kiểm định của nó này. Này. Kim cương và đá quý này. Rồi. Đó thì vừa rồi thì anh chị đã được xem cái thiết kế sản phẩm hoàn thiện. Và bên chúng tôi thì bất kỳ nước nào, Úc là một trong những thị trường khó tính nhất có thể đi vào được, bởi vì bên Úc hải quan cực kỳ chặt. Nhưng tôi vẫn hỗ trợ được. Thì anh chị yên tâm nhé, tất cả các vùng miền, một số cái vùng bên chiến tranh như Afghanistan hoặc là bên
mấy cái vùng bên Trung Đông ấy, thì hiện tại thì trong 1-2 năm gần đây tôi không có đơn hàng nào, chắc là người Việt ở đấy không có, hoặc là anh chị bên đấy còn đang mải mê theo độc lập tự do. Còn các vùng khác thì anh chị yên tâm, bất kỳ sản phẩm nào đã được thi công và đã được nhận hàng, nghĩa là chúng tôi đã chấp nhận là ok em sẽ xử lý được, thì đều được đến với anh chị từ Mỹ, Canada, Úc, Đức, Pháp, Nhật, nói chung là các nơi nhá. Ok, rồi cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị xem video vui vẻ đầu tuần. Xin chào và tạm biệt anh chị. À, quên thêm một phút quảng cáo, tôi là bên Tahegem. Anh chị nào mà có yêu quý thì hãy đăng ký kênh và theo dõi bên fanpage website tahegem.vn nhé. Ok.